cùng với Hồng Mỹ Basrai là tác giả của hồi ký tựa đề Behind the Red Curtain. Kính thưa quý vị, vào tháng 4 năm nay 2022 là đánh dấu 47 năm người Việt của chúng ta bỏ nước ra đi. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị tiếng nói của một người tị nạn lớn lên dưới ách cộng sản để kể về hành trình tìm tự do đầy gian truân của cô và gia đình cô. Bích Trâm xin mến chào Hồng Mỹ. Dạ, Hồng Mỹ xin kính chào chị Bích Trâm và quý khán giả Đài Sài Gòn TV. Từ lúc này, mấy tuần nay là cứ theo dõi những cuộc phỏng vấn của chị Bích Trâm và nghe tâm tiếng của chị rất nhiều. Nhưng hôm nay mới được gặp mặt chị bằng xương bằng thịt thì thật rất là hân hạnh. Xin cảm ơn Hồng Mỹ. Kính thưa quý vị, trước tiên thì Bích Trâm xin có đôi lời để giới thiệu về Hồng Mỹ Basrai, tức là tác giả của hồi ký Behind the Red Curtain. Khi Sài Gòn thất thủ vào tay Cộng sản vào năm 1975, Hồng Mỹ mới vừa tròn 13 tuổi. Gia đình của cô là một gia đình công giáo khá giả, sống trong khu Tân Sa Châu ở Gia Định. Hồi ký Behind the Red Curtain bắt đầu từ tháng 3 năm 1975 và kết thúc 7 năm sau đó. Trong thời gian này, Hồng Mỹ đã cùng gia đình gồm có bà nội, bố mẹ và ba người em trải qua biết bao trôi nổi. Từ những cuộc vượt biên đầu tiên, những tháng tù đầy ải, những cái chết đau đớn, cho đến những vụ đổi tiền, những vụ đánh tư sản bại bản và tiếng gọi ghê sợ của vùng kinh tế mới. Và cuối cùng là cô bé ngày nào xinh tươi, mơ mộng, đã rớt thân vào trại tù lao động cải tạo Đồng Phú. Hiện nay, tác giả Hồng Mỹ định cư tại Hoa Kỳ và là mẹ của ba người con. Cô tốt nghiệp kỹ sư hóa học. Ngoài công việc viết lách và thông dịch, cô còn là thành viên của hội nhà văn The Writers Club of Whittier và là một thành phần trong hội đồng quản trị của hai tổ chức bao gồm The Inlandia Institute of the Arts và Pivot, tức là hội người Mỹ gốc Việt cấp tiến. Thưa Hồng Mỹ, chúng ta bắt đầu câu chuyện. Bích Trâm xin mời Hồng Mỹ chia sẻ đôi nét về thời thơ ấu của em, thời điểm trước 1975. Dạ thưa chị, cảm ơn chị Bích Trâm đã hỏi về thời dĩ vãng. Thật sự là một thời dĩ vãng vàng son của tất cả chúng ta. Rất nhiều kỷ niệm. Hồng Mỹ xin chia sẻ với các khán thính giả và chị Bích Trâm về lý do tại sao Hồng Mỹ được sinh ra trong gia đình Lê Đăng Khoa và là một nhân vật quan trọng trong gia đình. Khi cái thời gian đó thì cả đại gia đình đã di cư từ ngoài Bắc vào sống tại Sài Gòn. Và gia đình nhỏ của Hồng Mỹ thì bố mẹ đã có 5 người con, 3 gái và 2 trai. Thì bố mẹ có kể rằng lúc ấy thì cảm thấy gia đình đông đủ vui lắm rồi, cho nên đã quyết định ngừng sản xuất. Nhưng mà khốn nỗi, đó là ý của người, nhưng không phải là, có thể không phải là thánh ý Chúa. Cho nên đùng một cái, khoảng thời gian 1957 thì bố bị gọi động viên. Ông cụ có kể lại là từ thuở bé chỉ được đào tạo để cầm bút nghiên và tính toán kế hoạch. Cho nên ông cụ rất là ngỡ ngàng và không biết là mình có thể mà ra chiến trường cầm súng bắn vào quân thù hay không. Nên ông tìm đủ mọi cách để mà được mãn dịch. Dưới luật nhà binh bấy giờ thì một người đàn ông phải có ít nhất là 6 con thì mới được không bị gọi đi lính. Vâng. Thành ra là mà lúc đó mới có 5 con thôi. Dạ vâng, thế là hai ông bà lại hì hục làm việc tiếp tục. Vâng. Để nặn ra thêm một bé con nữa. Nhưng mà thuở trước thì cứ mỗi một năm rưỡi thì ra một tí nhau. Mà đến khi cần có thêm một mụn con nữa thì mãi không được. Gần 4 năm sau mới có thai để mà cho ra đời một cô bé trắng trẻo, mũm mĩm nên đặt tên là Hồng Mỹ. Và khi máy sinh sản đã nóng trở lại thì ôi thôi, không ngừng được nữa, thành ra là có thêm 3 người em. Vâng. Tập thể cả gia đình là 9 người con. Vâng, cảm ơn Hồng Mỹ vừa chia sẻ câu chuyện. Có lẽ, kính thưa quý vị, câu chuyện này nó cho thấy cá tính cũng như là sự quyết tâm của thân phụ
của Hồng Mỹ. Và trong hồi ký thì chị được biết là bố của em đóng một cái vai trò rất là quan trọng, cho nên cảm ơn về sự giới thiệu đó của em. Như vậy thì câu hỏi kế tiếp mà chị muốn đặt cho Hồng Mỹ là tại sao mà việc đại gia đình của Hồng Mỹ kẹt lại tại Sài Gòn sau 1975 lại là một cái điều đáng ngạc nhiên? Nếu mà ai đã quen biết gia đình của Hồng Mỹ ở Sài Gòn và biết tính tình của bố thì bố rất là thận trọng và có cái tầm nhìn rất là xa. Khoảng thời gian đó đại gia đình đã vào Sài Gòn và bố là giám đốc kinh doanh cho hãng Esso Sài Gòn, nên không ai có thể tưởng tượng được là thế nào mà lại bị kẹt lại. Bố đã được hãng bảo trợ cung cấp đầy đủ giấy tờ, chỉ cần là đợi đến ngày đi thôi. Và các năm anh chị lớn của Hồng Mỹ thì cũng đã du học tại ba cường quốc Pháp, Mỹ và Bỉ, cho nên việc di tản đã được chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc mà lại kẹt lại, thành ra là cái câu hỏi này rất là khó trả lời. Và có lẽ đó là một trong lý do vì sao Hồng Mỹ ngồi xuống viết lại quyển hồi ký, vì cái câu hỏi đó được lặp đi lặp lại trong óc của Hồng Mỹ là tại sao bố khôn ngoan như thế mà lại một câu chuyện quan trọng cho cả đại gia đình mà lại không tính cho xong. Nhưng mà nếu mà nhìn lại cuộc đời của bố, và nhất là nhìn lại cả dân tộc Việt Nam của mình, thì thấy là cái tình thắm thiết đại gia đình của chúng ta rất là to lớn. Nên mặc dù bố có đủ giấy tờ cho gia đình nhưng vẫn còn chần chờ để mà làm thủ tục cho cả bà nội đi cùng. Mà rồi bà nội lại còn nấn ná vì còn một cô con út chưa có gia đình, muốn cho con út đi trước rồi lại mới đi sau, thành ra người này dính chùm người kia như các gia đình khác, rồi vì thế mà kẹt lại. Vâng, thì chung quy cũng là cái tình cảm gia đình, cho nên cái vấn đề kẹt lại như vậy. Thì sau ngày mà miền Nam sụp đổ vào tay của người cộng sản thì gia đình, hay là phải nói đại gia đình của Hồng Mỹ kẹt lại và đã sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa trong vòng 7 năm trời. Cuộc sống lúc đó ra sao? Dạ, đây, cái thời gian từ tháng 3 1975 khi miền Nam bắt đầu sụp đổ cho đến tháng 7 1982 khi gia đình Hồng Mỹ rời Sài Gòn đã được Hồng Mỹ miêu tả rất tường tận trong quyển hồi ký. Nói để chị những cái chi tiết chính chị có thể trong cái thời gian giới hạn của đài TV thì kể sơ là từ trên sân thượng của tòa đại sứ Hoa Kỳ xuống ngày 30 tháng 4 buổi trưa đó, thì gia đình Hồng Mỹ lái xe vào tạm trú tại nhà xưng Carl vì sợ là Sài Gòn sẽ bị pháo kích, và nếu mà về nhà thì có thể bị lôi ra xử tử như là cái thời gian 1945 ngoài Bắc. Ở trong nhà thương Carl thì thấy trong khoảng một tuần thì thấy tình hình ổn định, bố về nhà. Nhưng mà lúc đó cuộc đời đã thay đổi 360 độ. Về nhà thì những tháng đầu Sài Gòn không có điện. Ban ngày thì nóng như lửa, mà ban đêm thì tối ngòm như hũ nút. Bên ngoài thì loạn lạc, cướp bóc, không ai dám ra đường. Thêm một nữa là có thể ra đường bị công an chụp, đem đi đâu, người nhà thấy mất tích thì không biết là đã bỏ đi vượt biên hay bị đem ra trại cải tạo, không biết được. Rồi những cái nói tóm tắt lại, cái sự suy sụp của Sài Gòn xảy ra rất là nhanh. Buổi sáng Hồng Mỹ nhớ là những ngày đầu buổi sáng ngủ dậy thì ôi dồi ôi, bao nhiêu là loa phóng thanh khắp bốn phố phường loang lên ca ngợi chiến thắng của giải phóng, và nói lên lòng vĩ đại, khoan hồng của bác và đảng đối với bọn phản động Mỹ ngụy. Thành ra là rất là kinh hoàng cho gia đình Hồng Mỹ, không biết là có bao giờ bị bắt hay không. Rồi dần dần bác cả của Hồng Mỹ vì thiếu ăn, thiếu thuốc,
cũng qua đời. Bên họ ngoại thì có một người chú và gia đình người dì từ Ba Lê về năm 1974, tính là để về quê hương phục vụ cho xứ sở bị kẹt lại, và họ hoảng sợ nên bỏ đi vượt biên. Cô dì Bích lúc bây giờ có một đứa, có một baby khoảng 6 tháng, nhưng dì để lại cho một người cháu là Lai Pháp, hy vọng rằng bố mẹ và con sẽ đoàn tụ ở Ba Lê sau khi người cháu đi trở về quê hương, và dì cũng sẽ vượt biên đến nơi đến chốn. Không ngờ rằng cái chuyến đó cả ba người bị bắt vào tù khi trở về gần trên 3 năm. Và trong thời gian đó thì bé đã có tai nạn và qua đời. Bên họ nội thì bác Khôi, chú Linh và một người anh họ đi ra theo lời của phường khóm thúc giục thì đi ra để mà ghi tên để xin phép, xin sự khoan hồng, tha thứ vì đã gia nhập vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tưởng là chỉ là một nửa ngày học tập cải tạo thôi như lời phường khóm nói, nhưng từ đấy biến mất, không trở về và cũng không biết đem đi đâu. Gần 15 năm sau, ngay khi sau gia đình của Hồng Mỹ đến nơi định cư bình an thì mới nghe tin là đã được ra. Nhưng chú ra thì không còn răng, da bọc xương, sức khỏe đã biến mất. Đó là những cái mất mát to lớn, và cộng vào đó là sự kiệt quệ kinh tế. Không hiểu, nếu mà không biết là không có những người mà ở ngoại quốc gửi quà thăm đuôi về, có lẽ Hồng Mỹ không có ngày hôm nay ngồi đây đâu. Vì ngay cả thuốc trụ sinh, những cái rất là nhu yếu phẩm mà cũng không có. Thành ra là đó là cái cuộc đời của ta. Ngay cả bây giờ mình vừa mới trải qua 2 năm đại dịch thì mình cũng hiểu rằng những cái thiếu thốn đó và những cái cách ly, những cái sự phong tỏa đã làm cho cuộc sống bị thay đổi và bấn túng cho con người lúc thế nào, thì thời gian đó thời gọi không khí Sài Gòn cũng như vậy. Vâng. Dạ. Quý vị vừa mới nghe những lời chia sẻ rất là chân tình của Hồng Mỹ Basrai, tác giả của tập hồi ký Behind the Red Curtain, nói về hành trình tìm tự do đầy gian truân của cô và của gia đình. Chương trình sẽ trở lại trong giây lát. Kính mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại của Sài Gòn TV. Bích Trâm xin cảm tạ quý khán thính giả của Sài Gòn TV tiếp tục theo dõi chương trình Tâm Tình Tháng Tư Đen với Hồng Mỹ Basrai, tác giả của tập hồi ký Behind the Red Curtain, tạm dịch Sau Bức Màn Máu. Vâng, thưa Hồng Mỹ, sau cuộc đổi đời Tháng Tư Đen thì giống như bao nhiêu gia đình khá giả khác mà không may kẹt lại trong nước sau thời điểm 1975, thì gia đình em coi như là trắng tay sau những đợt gọi là đổi tiền hay là đánh tư sản bại bản. Thì câu chuyện này ra sao, mời em chia sẻ. Dạ, thì ngay cả sau 30 tháng 4 thì bố không còn đi làm nữa, thì đã làm mất một phần lương bổng rồi. Thứ nhì, nhà thuốc Tây của mẹ cũng chỉ còn những cái gì còn lại để bán dần dần đi thôi. Tức là mẹ em là một dược sĩ trước 1975, dạ, có nhà thuốc dược sĩ Tây. Hoàng Lệ Quân. Vâng. Thì lúc đó thì không còn thuốc để mua vào nữa, nên chỉ còn một stock nhỏ còn lại thì bán cho khách hàng. Và sau đó thì bị đánh tư sản bại bản là thế nào? Nếu mà chị Bích Trâm chưa có trải qua cái đó thì tức là những người buôn bán, những người có của thì họ ập vào, ví dụ như nhà thuốc Tây của mẹ đã tự nhiên bị niêm phong và trưng thu, tức là nhà nước lấy mất. Và trong nhà của em thì một hôm tự nhiên có thanh niên tiền phong và công an gõ cửa ập vào, và cả gia đình bị giam lỏng trong phòng khách. Và cái từ đó chúng cứ đi khắp nhà, từ tầng 1, tầng 2, tầng 3, chúng thích gì
thì lấy hết những cái công việc, những món đồ rất là bình thường như là kha chạy giường, khăn bàn, bát đũa kiểng, thuốc tây, xà bông, những cái món đó mà vét cho hết, mang đi và mình không có quyền nói gì hết. Thì cũng giống như là khi cụ Nguyễn Du đã tả trong truyện Kiều là sạch sành xanh, vét cho đầy túi tham. Nhưng mà đó là số phận của những người ở lại, thì lại còn cảm ơn là không bị tù đầy, nên chúng đi là mừng rồi. Vâng, kính thưa quý vị, tác giả Hồng Mỹ Basrai của hồi ký Behind the Red Curtain vừa mới chia sẻ với chúng ta những cái nỗi bất hạnh, những nỗi mất mát ghê gớm mà cô và gia đình đã phải hứng chịu sau cuộc đổi đời tháng Tư Đen. Mà có lẽ là không chỉ riêng gia đình của Hồng Mỹ, rất nhiều gia đình người Việt chúng ta mà không may kẹt lại sau biến cố tháng Tư Đen đều đã phải trải qua. Bây giờ thì em có thể nói thêm về cái gọi là tiếng gọi ghê sợ của vùng kinh tế mới. Chị hỏi, không biết là chị Bích Trâm có được đọc một cái tác phẩm vừa mới ra đời của anh Nguyễn Ngọc Ngạn. Trong đó anh có chia sẻ về cuộc đời của anh sau 30 tháng 4 và có những nỗi đau lòng, rất là đau lòng của anh. Thì gia đình của Hồng Mỹ sau khi cú đánh tư sản Mại Bản có thể sẽ bị gọi đi vùng kinh tế mới, vì kinh tế mới là thế nào, là những cái vùng đất hoang vu mà không thể nào khai thác được mà còn chi chít đầy mìn. Có thể những người mà nông dân mà bị gọi đi kinh tế mới còn hoảng sợ, nói chi là dân thành thị như chúng ta. Thành ra là, nhưng mà hên quá, cái thời gian mà đánh tư sản Mại Bản thì đã có một ông cậu dọn từ ngoài Bắc vào, và ông chỉ là thường dân thôi chứ không có chức vị gì lớn lao, nhưng vì nhờ ông lấy lại cái căn nhà của bà nội ở ngay trước nhà của Hồng Mỹ, chỉ cách nhau có một sân thôi, nên có thể vì thế nên chúng vẫn không lấy mất nhà và đầy đi kinh tế mới. Như vậy em có thể chia sẻ thêm một chút về câu chuyện đốt sách. Thì ngay sau khi Cộng sản chiếm cứ miền Nam, cô Hồng Diệp là cô út mà ở chung với bà nội, một hôm đi ra ngoài Tân Sơn Nhất đi theo bạn bè tìm đường đi vì không có giấy tờ gì chính thức cả, thì cô không có trở về. Cộng thêm trong gia đình có rất nhiều giấy tờ sách báo của thời mà cách mạng gọi là đồi trụy, có những giấy tờ có thể gắn liền ta với chính quyền Mỹ, và những cái passport để mà đi. Thành ra là bác Huỳnh lúc ấy còn sống, bác xuống ra nhà và vào phòng của cô Diệp lấy hết tất cả những cái chứng tích có một người cô sống ở đó, và đem xuống từng bao một và đốt dần đi. Cô Diệp là một người văn sĩ, cô đã viết rất nhiều nhật ký để lại cho con cháu ngày sau. Những cuốn nhật ký nói về những cái ngày của ông nội mất ra sao, ốm ra sao, những cái rất là quý báu, và bao nhiêu là tập thơ đã viết, đốt dần đi. Tức là tất cả những văn chương, sách báo của hình Việt ảnh, Nam Cộng Hòa, hình ảnh là đều bị chế độ mới trưng thu và đốt sạch sành sanh. Không phải là trưng thu mà mình đem đi đốt trước, bởi vì mình sợ là một ngày nào đó mà họ vào mà họ nhìn thấy thì họ biết là cái sự liên hệ của mình với chế độ cũ. Vâng. Đúng. Bây giờ chúng ta chuyển qua để nói về câu chuyện vượt biên. Thì gia đình của em vượt biên cả thảy bao nhiêu lần mới thoát đến bến bờ tự do? Và cái lần gian truân nhất, em có thể kể về cái lần gian truân nhất. Tức là em tóm tắt tất cả những lần vượt biên rồi em nói thêm chi tiết về cái lần nào mà gian truân nhất. Gia đình em rất là đen đủi. Bởi vì nếu mà kể cả cái chuyến đi hụt bằng các chờ máy bay bốc trên sân thượng của tòa đại sứ, thì trong 7 năm sống dưới Cộng sản, gia đình em
đi vượt biên 7 lần. Lần nào cũng là đi cả 6 người vì bố mẹ em đã quyết định không bao giờ chia đôi gia đình như nhiều người Việt Nam khác phải làm, là vì có thể là không có điều kiện hoặc là tính cho kỹ, thì nếu mà đi một người mà bị bắt thì những người kia có thể giúp đỡ, hoặc là một người mà mất trên đại dương thì còn lại những người sau. Nhưng bố mẹ em thì bảo là nếu mà sống thì sống tất cả, mà chết thì chết tất cả. Thành ra là trong 7 chuyến đó rất là đen đủi, ra tới là có thể là vì mình người thành thị mà có hóa trang thành nông dân, mặc quần áo bà ba đen, mà cũng có thể vì thế họ nhìn thấy ngay. Thành ra là xuống tới nơi là bị công an bắt. Ngay cả những chuyến đi như là đi bán chính thức, đáng nhẽ là thuận biển buồn xuôi gió mà đi, là mọi người họ đi không có vấn đề gì cả, nhưng mà ra cái chuyến đó tàu 179 đi qua lối Vĩnh Long, không phải là tàu biển, bố mua nhầm, họ bị lừa là tàu sông mà họ bán cho như là tàu đi biển, nên ra tới ngoài khơi là sóng gió đánh nước, nghĩa là dâng lên, tàu rốt cuộc là đắm ngoài bến Long Hải. Và như anh Nguyễn Ngọc Ngạn có nói về cách nào lúc đóng tàu, họ đổ những cái bình nước đi hết và đưa cho mỗi người một cái can nước, và bảo là nhảy xuống để mà bơi vào trong bờ. Thì lúc đó con nít được vất xuống biển trước, rồi dần dần những người lớn cũng sống sót kéo vào sau. Nếu mà biết bơi thì bơi vào trong bờ, gần bờ đủ để mà sóng cũng đập mình vào trong bờ, và những cái can nước giúp để cho mình nổi lên, giống như những chiếc phao đó, thì không ai chết chuyến đó, nhưng mà sống sót trở lại, rồi lại đi thêm, đó là chuyến bắn chính thức. Rồi cái chuyến gian truân nhất là chuyến áp chót, là lúc đó không còn đi đường biển được nữa vì biển ngoài có nhiều cướp Thái Lan quá, thì với lại cũng đã quá cái thời gian mà không bị bão, thành bố quyết định là chắc là đi đường bộ đi qua Tây Ninh. Xuống tới Tây Ninh, đang chờ người dẫn đường đưa đi qua biên giới thì bị bắt. Nhưng mà chuyến này thật sự ra nếu mà nghĩ lại, không bị bắt thì chắc là qua bên biên giới Campuchia thì đã bị cáp ruồn chết cả tất cả rồi. Trong cái họa có cái may. Vâng, thì cái chuyến Tây Ninh thì vì gia đình không bị biết là bị bắt nên không có thăm nuôi, đói. Tức là bị bắt xong rồi là bị giam vào khám và không có thăm nuôi nên rất là đói. Và đây là chuyến đầu tiên mà bố bị còng 24/24, đó là những cây còng sắt rất dài, và đi đâu đi vệ sinh, đi tắm, họ cho ra ngoài tắm rửa là 4-5 ông còng vào với nhau cùng một cái cây sắt dài và cứ lê đi như vậy để không được không có vượt chạy được. Tức là nguyên gia đình 6 người là giam cùng một chỗ hay sao? Giam cùng một chỗ, đàn ông riêng, đàn bà riêng, đàn bà ở với con nít. Thì lúc đó thì cậu em bị giam với một ông cậu đi chung. Còn ba chị em của Hồng Mỹ thì là ở với mẹ bên trại đàn bà. Lúc đó thì Hồng Mỹ khoảng bao nhiêu tuổi, và em nhớ nhất những gì, những kỷ niệm vui buồn gì từ những cái ngày tháng tù đầy đó? Dạ, thì năm đó Hồng Mỹ 16 tuổi, nhưng mà vào trại thì khai xuống là 14, và bố mẹ cũng khai lên là trên 55. Để như vậy vì nghe người ta nói là mình mà con nít hoặc là người già cả thì sẽ được khoan hồng, sẽ đi về. Sau cái 3 tháng ở trong trại Bầu Cỏ thì lại giải qua một trại khác lớn hơn, và từ đó cho vào xe tải trở về khám lớn Chi Hòa. Khám lớn Chi Hòa còn gọi là hỏa lò Bát Giác, là nơi mà bao nhiêu là tù nhân chính trị dưới thời Pháp thuộc cho đến thời đệ nhị Cộng Hòa đã tử thân. Vào đó thì tù vượt biên không còn được giam riêng ra nữa, mà cho vào khám chung với tù hành sự, những kẻ trộm cướp giết người. Thành ra là rất là
kinh hoàng. Hậu Mỹ lại còn rủi ro hơn nữa là trong gia đình thì cho đến ngày Giáng sinh, bố mẹ và các em vì già cả và trẻ con lại đã được cho về. Nhưng Hồng Mỹ thì dại quá, vì thấy là mình dại về Sài Gòn thì chắc là lý lịch chúng biết hết, nên đành thú thật là lúc đó đã 18 tuổi. Thành ra họ giữ lại và cho đi lao động cải tạo, gửi đi vùng Sông Bé vào trại Đồng Phú, và chuyến đó phải đi trại lao động trên 15 tháng mới trở về. Thì trong những cái ngày tháng lao động chắc chắn là rất là cực nhọc. Dạ vâng. Một người thư sinh như mình thì không thể nào mà tưởng tượng được, nhưng mà đó chỉ là cách sống còn thôi. Hàng ngày chỉ có dậy và đi ra sáng sớm 5 giờ là đi ra lãnh liềm, búa, máy dao cắt cỏ và đi ra ngoài những cái đồng ruộng hoang vu và làm việc lao động cho đến chiều tối về. Cái thời gian đó thật sự mà nói, Hồng Mỹ còn linh ký nữa, là tại vì tất mẹ rất là lo lắng, thành ra thăm nuôi rất là đầy đủ. Hàng tuần bà xách 3-4 giỏ đi bao nhiêu là quãng đường để mà xuống thăm nuôi, và Hồng Mỹ dùng những cái thức ăn để mà giải sầu. Thành ra là, và tất với lại những cái thức ăn đó nếu không có ăn ngay thì sẽ hỏng ngay. Thành ra là Hồng Mỹ ăn nhiều hơn là bình thường và lao động lúc đó trở thành gần như là một con trâu đen vừa to. Đó trong là... khi đó thì thời điểm trước 1975, chị muốn trở lại để mời Hồng Mỹ chia sẻ cuộc sống của em. Lúc nãy em nói một chút về cuộc sống gia đình em, nhưng mà riêng cá nhân em là một, có thể gọi là một thiếu nữ ở vào tuổi dậy thì, có rất nhiều những cái mơ mộng của tuổi mới lớn, trong một cái gia đình khá giả thì cuộc sống đó chắc chắn là rất là sung túc, rất là êm ấm. Mà đùng một cái tháng tư đen thì trở thành như em nói là một con trâu đen. Dạ vâng, đó là một thay đổi đến với mình bất ngờ, nhưng vì sự sống còn thôi. Lúc đó Hồng Mỹ có một bài học mà bố mẹ nói là không có bao giờ nói nhiều mà cũng không có hỏi nhiều, cứ tới đâu hay tới đấy. Thành ra là trở thành gần như là một giả vờ, giả ngu, giả điếc. Và có thể vì đi vượt biên, mất nhà và không trở lại đi học nữa thì có thể cũng đã vừa điên vừa điếc thật, không còn là thông minh hay là nhanh nhẹn như cái thuở còn bé. Như vậy thì làm sao mà gia đình em đã thoát được đến bờ tự do? Thì cuối cùng là chuyến đi cuối cùng thì trong thời gian Hồng Mỹ còn ở trong trại cải tạo lao động thì mẹ có tìm được Duy Ô. Và tìm được một người họ chỉ cách và giúp đỡ để làm giấy tờ xuất cảnh chính thức. Nhưng mà số đen vẫn còn đeo đuổi gia đình Hồng Mỹ, cho nên đùng một cái, một sớm một chiều, số vàng mà ông bà đã để dành để mà còn trả cho cái người móc nối bỗng nhiên không cánh mà bay. Câu chuyện rất là nhiều vấn đề, như là một câu chuyện trinh thám vậy, thì Hậu Mỹ có kể trong quyển hồi ký. Nếu vậy thì quý khán thính giả mà muốn theo dõi câu chuyện mà Hậu Mỹ đã giới thiệu là như một câu chuyện trinh thám, quý vị phải tìm đọc hồi ký Behind the Red Curtain. Quý vị đang nghe chia sẻ rất là chân tình của tác giả Hồng Mỹ Bachrai của hồi ký Behind the Red Curtain. Sau đây xin kính mời quý khán thính giả của Sài Gòn TV theo dõi một số thông tin thương mại. Chương trình Tâm Tình Tháng Tư Đen sẽ trở lại trong giây lát. Cảm tạ quý khán thính giả của Sài Gòn TV tiếp tục theo dõi chương trình Tâm Tình Tháng Tư Đen của Bích Trâm phụ trách, cùng với Hồng Mỹ Bachrai là tác giả của tập hồi ký Behind the Red Curtain. Vâng, thưa Hồng Mỹ, trong phần 1 và phần 2 của chương trình thì chúng ta đã nói nhiều về cuộc sống của gia đình em sau ngày 30 tháng 4, cũng như là những cái chuyến vượt biên đầy gian truân.
Thì ý định viết hồi ký đã đến với em trong hoàn cảnh nào? Dạ thưa chị Bích Trâm và quý khán giả đài Sài Gòn TV, Hồng Mỹ sống trong gia đình ai cũng có máu nhà văn. Các bác đều là một người chú của Hồng Mỹ là giáo sư Lê Hữu Mục, đã từng là giáo sư sư phạm tại trường Đại học Sài Gòn. Các cô của Hồng Mỹ cũng là một thi sĩ, cho nên cái ý định viết lúc nào cũng đeo đuổi trong đầu óc của Hồng Mỹ, nhất là sau 7 năm sống mắt thấy tai nghe dưới cộng sản. Nhưng khi mà bắt đầu viết thì Hồng Mỹ chỉ có nghĩ là viết lại cho để lại cho các con, cho gia đình, những người thân mà đã đi du học trước 75 chưa hề nếm mùi cộng sản, để họ biết được sự thật thế nào. Rồi cũng nói là trong cái sự hồi tưởng, Hồng Mỹ dựa vào đó để mà tìm cách quên đi những cái mất mát đau thương, và để tự trả lời cho mình những cái câu hỏi hóc búa như chị Bích Trâm đã hỏi lúc nãy. Nhưng khi mà cuốn sách dần dần thành hình, thầy Hồng Mỹ nhìn thấy là trong những cái biến cố cá nhân và gia đình của mình đượm đầy những cái chi tiết lịch sử, và những cái chi tiết này mình cũng thấy rằng bên thắng cuộc đang dần dần tẩy xóa đi để mà bôi nhọ phe ta, cộng thêm nữa là để giáo dục lại thế hệ mới trong chế độ mới. Thành Hồng Mỹ thấy là quyển sách của mình nó có giá trị hơn là một quyển hồi ký cá nhân, mà nó có giá trị lịch sử, cần phải được đem ra xuất bản cho không những người Việt Nam mà cho cả thế giới biết được sự thật là thế nào, là mình giải phóng hay là mình phải nói lái đi, là mình thống nhất đất nước hay là mình giết hết 1,6 triệu người dân, bắt đem họ đi tha hương, và gần 400,000 người đã tử thân trên biển. Trên gần 200,000 người đã vào các trại cải tạo, đã chết trong những trại cải tạo. Không biết là họ chết nhưng mà là đã vào trại cải tạo. Vâng. Kính thưa quý vị, Behind the Red Curtain là tập hồi ký viết bằng Anh ngữ do tác giả Hồng Mỹ Batchwright, là một người tị nạn mà đã lớn lên dưới ách cộng sản, viết với nguyện vọng có thể đóng góp vào công trình lưu trữ lịch sử của người Việt tị nạn chính trị toàn cầu, để mà chia sẻ những kinh nghiệm sống của chúng ta, của người Việt, cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta, cùng con cháu thế hệ mai sau đang rải rác khắp thế giới, kể cả những người mà ngày nay vẫn đang sống dưới gọng kềm của cộng sản. Và sách Behind the Red Curtain đã được giới văn học của người Mỹ rất là khen ngợi. Bích Trâm đã đọc cuốn sách này, và Hồng Mỹ có một cái văn phong rất là uyển chuyển, và lối viết lôi cuốn, lối kể chuyện rất là lôi cuốn chúng ta vào câu chuyện của cô, để chúng ta phải theo dõi cho đến những cái chữ cuối cùng. Và như Hồng Mỹ hồi nãy vừa mới giới thiệu là cô xuất thân trong một gia đình mà có rất nhiều người là những văn sĩ và thi sĩ. Vâng, thưa Hồng Mỹ, hồi nãy em đã nói một chút về những cái động lực mà thôi thúc em để viết và để xuất bản tập hồi ký này, thì tại sao em lại nghĩ là cộng đồng người Việt chúng ta cần đọc và cần chia sẻ một câu chuyện như Behind the Red Curtain? Thật ra khi mà Hồng Mỹ viết quyển Behind the Red Curtain và quyển sách đã dần dần thành hình, thì Hồng Mỹ đã viết không phải chỉ riêng cho người Việt mình, vì chuyện của mình thì mình biết, và nhiều người còn muốn quên đi, không muốn nhớ lại nữa đâu, vì đau lòng lắm. Nhưng Hồng Mỹ viết là để cho cả thế giới, cả năm châu đọc được, để hiểu rằng tại sao có những người đành phải bỏ nơi sinh trưởng, nơi lớn lên để mà ra đi, mặc dù có những bao nhiêu là hiểm nguy và có thể có sự chết chóc. Hiện giờ là những người phải di cư khỏi bỏ xứ, mới nhất là những người Ukrainian bị Nga Xô tấn công,
và có cả những người Syrian, những người đi từ chạy từ Phi Châu vì phải trong các môi trường đã không thể nào sống được nữa. Ngay cả những người từ phía Nam Châu Mỹ, họ cũng phải chạy khỏi những cái cướp bóc ngay từ trong quê hương của họ, và có những nhà chạy bỏ những nhà lãnh quyền khát máu. Mà Dương Hồng Mỹ viết quyển Behind the Red Curtain để chúng ta nhắc nhở lại chúng ta là nay chúng ta đã an cư lạc nghiệp, thì có những người gần như là quên đi và cho rằng những người tràn vào phía Nam nước Mỹ là qua đây chỉ để cướp bóc chúng ta, không đáng để mà được cứu giúp. Đây là cái mục đích, một trong những cái mục đích của quyển Behind the Red Curtain. Hồng Mỹ xin phép chị Bích Trâm và Đài Sài Gòn TV trích ra 4 cái câu thơ của một nhà thi sĩ Cadian, nói là vì sao bao nhiêu người bỏ xứ ra đi. Cái 4 câu thơ đó là của bài thơ Home, bắt đầu như thế này: No one leaves a home unless home is the mouth of a shark. You only run toward the border when you see the whole city running as well. Thì Hồng Mỹ tạm dịch là không ai bỏ nhà ra đi trừ phi quê hương là hàm nhai của loài cá mập. Bạn chỉ bỏ chạy về phía biên giới nếu bạn thấy cả thành phố cũng tháo chạy theo người. Thì Hồng Mỹ trong thời gian 2 năm đại dịch vừa rồi, nhiều độc giả ngoại quốc đã trải qua những cái khó khăn của thời kỳ Covid-19, thiếu thốn, bị phân cách với gia đình, lo lắng không biết là sống còn ra sao, thì họ có chia sẻ với Hồng Mỹ là bây giờ họ hiểu chúng ta, hoàn cảnh mà sống dở chết dở, không biết ngày mai ra sao, tương lai bấp bênh, gia đình bị cắt chia, và có thể có chính họ cũng sống hôm nay mà ngày mai sẽ mất, mất một cách cô đơn, một cách oan nghiệt. Thì Hồng Mỹ hy vọng rằng cái hành trình tìm tự do trong nước mắt của mình qua những câu chuyện như Behind the Red Curtain, mà tạm dịch là sau bức màn máu, sẽ được phổ biến rộng rãi để mà chúng ta đừng quên đi những cái hy sinh của tiền nhân để cho ta có ngày nay. Vâng, kính thưa quý vị, Behind the Red Curtain có thể nói là một tập tài liệu quý giá mà mỗi gia đình người Việt chúng ta nên có trong tủ sách gia đình. Quý vị có thể tìm mua ở trên Amazon hoặc là tại các tiệm sách Barnes & Noble. Và nếu như muốn có thêm chữ ký của tác giả thì quý vị đặt mua tại nhà xuất bản Los Nietos Press. Địa chỉ mạng là Los Nietos Press, một chữ, losnietospress.com. Ngoài ra, tại tiểu bang California, những ai có thẻ thư viện có thể yêu cầu thư viện thành phố cho mượn sách hồi ký Behind the Red Curtain qua chương trình Zip Books để được gửi sách tận nhà, đọc xong trả lại thư viện. Có nghĩa là sách Behind the Red Curtain của tác giả Hồng Mỹ Bashwai được đặt để trong những thư viện khắp tiểu bang California, và như vậy thì bất cứ ai cũng có thể đến những nơi thư viện đó để mà tìm đọc. Thưa Hồng Mỹ, thời gian có hạn để kết thúc chương trình, Bích Trâm muốn mời em có thể đưa ra một cái thông điệp cuối cùng mà em muốn gửi gắm đến người Việt khắp nơi trên thế giới, nhất là các bạn trẻ của chúng ta, các bạn trẻ người Việt trong và ngoài nước. Sau khi 7 năm sống dưới ách cộng sản, Hồng Mỹ tin rằng đời người chúng ta như những chiếc thuyền nan trôi nổi trên đại dương. Khi mà gió phẳng, nước phẳng, gió lặng thì chúng ta có đủ
điều kiện và thời gian để mà hun đúc ý chí và hun đúc tài năng để giúp người, giúp ta tiến tới. Khi sóng bão nổi lên thì tài năng có thể cho ta chí căm cường để mà chiến đấu cho sự sống còn. Và Hồng Mỹ nghĩ rằng những người chúng ta đã từng giúp một cách nào đó sẽ giúp chúng ta theo luật bù trừ. Thêm một cái bài học quý báu mà Hồng Mỹ đã để lại cho Hồng Mỹ sau biến cố 30 tháng 4 là chúng ta cần phải chú tâm vào chính trị. Vì nếu như một người công dân sống trên một đất nước dân chủ, độc lập, chúng ta cần phải tìm hiểu những cái dự luật, đề luật đưa ra để mà cùng nhau già trẻ lớn bé tham gia đi bầu cho những kẻ lãnh đạo xứng đáng. Không thể nào chỉ có nghe quảng cáo hay những lời nói rất là hay ho nhưng mà thật sự không giúp cho cộng đồng. Thêm vào đó, chúng ta cũng nên tiếp tục tham gia vào những chương trình cộng đồng để mình có tiếng nói tập thể. Và như thế, người Việt chúng mình thường hay nói là tôi không có thích làm chính trị, mất thì giờ. Thật ra, sống trên một đất nước tự do, chính trị cũng quan trọng như là cơm ăn áo mặc, vì có thể làm thay đổi cả cuộc đời của chúng ta và ảnh hưởng cả một thế hệ, cả một nòi giống, như là những câu chuyện đã xảy ra trong quyển Behind the Red Curtain. Vâng, kính thưa quý vị, qua biến cố 30 tháng 4 đầy bất hạnh, với cuộc di tản và vượt biên kinh hoàng của người Việt trong hành trình tìm tự do, thì chúng ta cũng phải ghi nhận là đã không thiếu tấm lòng nhân ái của các quốc gia trong thế giới tự do, mà đứng đầu là Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay để đón nhận, để cưu mang dòng người tị nạn. Và qua gần nửa thế kỷ đã trôi qua thì cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại đã hội nhập. Một số người như Hồng Mỹ Bachrai đã đóng góp đáng kể vào xã hội của xứ sở tại. Qua chương trình này, chúng tôi mong là quý vị, nhất là các bạn trẻ, sẽ tìm đọc hồi ký Behind the Red Curtain của tác giả Hồng Mỹ Bachrai để nhắc nhở chúng ta về lịch sử cay đắng của thuyền nhân Việt Nam, để câu chuyện không bao giờ bị quên lãng, để thế hệ con cháu người Việt hải ngoại có thể thấu hiểu cái giá to lớn bằng máu, bằng nước mắt của hai chữ tự do mà thế hệ cha mẹ họ đã phải đấu tranh cật lực mới giành được. Bích Trâm xin cảm tạ tác giả Hồng Mỹ Bachrai đã giúp để làm chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm tạ sự theo dõi quý báu của quý khán thính giả và xin kính chào tạm biệt.